Thưa quý vị và các bạn, trước những hủ tục rườm rà, tốn kém về thời gian, tiền của, gây lãng phí về quỹ đất và làm mất vệ sinh môi trường của hình thức hung táng, thì thời gian qua, nhân dân ở một số địa phương của tỉnh ta đã thực hiện cuộc vận động tăng văn minh tiến bộ theo hình thức điện táng, tức là khi trong gia đình có người thân qua đời thì gia đình sẽ tổ chức tang lễ và đưa người quá cố hỏa thiêu tại các đài hóa thân hoàn vũ. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì phong trào này vẫn còn rất là manh mún và chưa được nhân rộng tại các địa phương. Vậy thì điện táng so với hung táng thì có gì khác nhau? Và liệu thực hiện điện táng thì có ảnh hưởng gì tới đời sống tâm linh hay không? Và đặc biệt hơn nữa là cần những giải pháp quan trọng nào để nhân rộng phong trào này? Chương trình cùng bàn luận của Đài Phát Thanh Truyền hình Hiên hôm nay đã mời đến trường quay các vị khách mời để cùng trao đổi bàn bạc. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Ông Vương Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Tiến Kỳ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Và vị khách mời thứ ba trong chương trình ngày hôm nay là ông Lưu Quý Đính, trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Vâng, rất cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và ngay sau đây thì xin mời các vị khách cùng quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của nhóm phóng viên chương trình. Năm 2005, cùng Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm qua đời, dù điều kiện con cháu rất khá giả, song vẫn quyết định tổ chức điện táng cho cụ. Thấy được lợi ích của việc điện táng vừa tiết kiệm thời gian quỹ đất lại đảm bảo vệ sinh môi trường, đến năm 2011, khi cụ bà Nguyễn Thị Trò là vợ cụ Nguyễn Văn Nghĩa qua đời, con cháu trong gia đình lại tổ chức tang ma cho cụ theo hình thức điện táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Trước khi chết thì là anh tôi cũng vậy, chị tôi cũng vậy, là muốn trước là lúc khi chết thì là hỏa táng, thì tụi tôi làm theo cái ý nguyện của người đang sắp chết là làm theo đó. Các hộ dân ở thôn Ngọc Lịch cho biết hình thức điện táng có nhiều ưu điểm như sạch sẽ, không rườm rà, chỉ trong một ngày là xong, không phải hai lần mua đất chôn cất cải táng nên đỡ tốn kém hơn nhiều. Chi phí chọn gói từ thuê xe, chi phí hỏa táng chỉ khoảng 5-6 triệu đồng, nên hình thức này đang được người dân trong thôn hưởng ứng cao. Tính đến nay, ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm đã có 40 đám tang được tổ chức theo hình thức điện táng. Riêng năm 2012, toàn thôn có 8 trường hợp qua đời thì đã có 6 người được người thân tổ chức điện táng. 2 năm về đây thì coi như là về cái phong trào đi hỏa táng thì rất là nhiều, là phải cảm thấy là rất là dễ dàng, là vì là liên hệ dễ là một. Cái thứ hai về kinh tế thì rất là gọn gàng, đảm bảo sạch sẽ môi trường. Còn tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, trong năm 2013 này đã có 12 trường hợp người quá cố được gia đình đưa đi hỏa táng. Tính từ năm 2009 đến nay, toàn xã đã có 30 trường hợp người qua đời được gia đình mai táng bằng hình thức điện táng, tập trung nhiều nhất ở thôn Cốc Khê và Phú Cốc. Cũng từ năm 2010 đến nay, ở xã Phùng Hưng, huyện Quế Châu, khi gia đình có người thân qua đời, chính quyền thôn xã phối hợp với gia đình thành lập ban tang lễ, đồng thời vận động gia đình sử dụng hình thức điện táng. Vì thế, số lượng gia đình lựa chọn hình thức điện táng ngày càng tăng lên. Đến nay, toàn xã Phùng Hưng đã có 30 trường hợp người quá cố được người thân tổ chức điện táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ. Hiện nay, phần lớn nghĩa trang nhân dân tại các địa phương ở tỉnh ta đều trong tình trạng thiếu quỹ đất. Vì vậy, mở rộng hình thức điện táng sẽ góp phần giảm sức ép cho các nghĩa trang. Điện táng cũng sẽ giúp tỉnh ta duy trì đất sản xuất, có thêm quỹ đất để xây dựng các công trình khác, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường do hung táng đưa lại. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì cho chúng ta thấy những cái tiện lợi từ hình thức điện táng. Vậy thì phong trào này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu phối hợp với chính quyền và đoàn thể tuyên truyền tới nhân dân như thế nào và kết quả thì đã đạt được đến đâu, thưa ông Vương Minh Thuận ạ? Trong năm 2013 này thì dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện để tổ chức một cái hội nghị sơ kết công tác việc tang và đánh giá kết quả trong 2 năm thực hiện cái đề án việc tang, và đặc biệt là xây dựng một cái quy chế việc tang. Và trong cái hội nghị đó có một cái được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban dân là đã mời tất cả các đại biểu ở các khu dân cư trong huyện đến dự một cái hội nghị, và Huyện ủy, Ủy ban dân cũng đã chỉ đạo là mời cái công ty điện táng của Đài Hóa Thân Hoàn Vũ của tỉnh Hải Dương về để thuyết trình một cái buổi rất là sâu sắc và rất là ý nghĩa thiết thực về cái tiện lợi trong cái quá trình điện táng, rồi thì cái chi phí, rồi thì cái dịch vụ mà cái công ty này sẽ phục vụ
cho đến từng hội nhân dân khi có yêu cầu, và tất cả những các cái tiện ích tiện lợi đó đã được tuyên truyền đến các đại biểu mà tham dự hội nghị, từ cái ban công tác mặt trận và từ đại biểu ở trong các khu dân cư. Và chính vì cái sự chỉ đạo quan tâm của huyện ủy, sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban nhân dân thì đã mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Như phóng sự chúng ta vừa nên xem đấy ạ, thì tại địa phương của ông Lưu Quý Đính ở đây là ở thôn Cốc Khê của xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, thì trong gia đình khi mà có người thân qua đời thì cái tỷ lệ đưa người thân qua đời đấy đi hỏa táng thì rất là cao rồi. Vậy thì từ thực tế địa phương thì xin ông cho biết những cái lợi ích cụ thể từ cái phong trào điện táng này mang lại là gì ạ? Thì cái gì cũng vậy, bất cứ một cuộc cách mạng nào thì bước đầu cũng rất là khó khăn, nhưng trước khi vào thì chúng tôi ý thức được rằng những cái gì nó tiến bộ, nó văn minh và nó phù hợp với thời đại thì mặc dù khó khăn nhưng cuối cùng sẽ thắng lợi. Tất cả các cái hội nghị người cao tuổi và trong các cái hội nghị quần chúng, trưởng ban công tác mặt trận thôn chúng tôi và đặc biệt là tôi cũng lăn lộn rất nhiều trong cái phong trào này, vận động và các cái đoàn thể, đặc biệt là các cụ người cao tuổi, mở một cái đợt tuyên truyền để cho các cụ chuyển biến về vấn đề tư tưởng. Và chúng tôi cũng đã có mời nhà sư về để tuyên truyền cái vấn đề địa táng và vấn đề hỏa táng. Trong vấn đề hỏa táng hiện nay nó mấy cái lợi ích cụ thể. Lợi ích thứ nhất là về quỹ đất, hiển nhiên ai cũng thấy. Nhưng cái lợi ích thứ hai là vấn đề môi trường, vấn đề vệ sinh. Thực ra cái tình trạng mà khi mà chúng ta bốc mả, thôn nào cũng có và chỗ nào cũng có trường hợp 10 năm chưa phân hủy hết. Cũng có trường hợp đi xem bói, anh em cũng đã mâu thuẫn với nhau về trường hợp anh thì bảo sạch, em thì chưa sạch. Thì cũng đi, nhưng cuối cùng thì cũng có đám sạch, cũng có đám không sạch, gây nên cái mâu thuẫn trong anh em gia đình. Thế nên là và có nó có cái thuận lợi thứ hai là vấn đề môi trường. Cái vấn đề thứ ba nữa là vấn đề tài chính. Vấn đề tài chính thì chúng tôi đặc biệt là tỉnh ta thì chưa có hỏa táng cho nên là nó có tốn kém thật, nhưng mà chỉ là tốn kém một lần, chỉ có làm một lần thôi, chứ nếu như sau này bốc mả thì lại là người làm ma thứ hai. Cho nên là thường thường thì chúng tôi mang đi thì mỗi đám tốn khoảng 12 đến 17 triệu tùy theo từng cái gia đình sắm cái lọ thủy tinh nó tốt hay xấu, nó đẹp hay không. Thế nhưng mà nguyện vọng của dân hiện nay nó có một cái khó khăn nhất là vấn đề giá kể. Như Hưng Yên chúng ta có lò hỏa táng rồi thì cái phong trào hưởng ứng rất mạnh. Bởi vì chúng tôi nghĩ rồi, mang đi, chúng tôi phải mang đi Hải Phòng, mang ra Hải Dương, mang ra Hà Nội thì gần như là tốn một gấp đôi, có trường hợp tốn quá đôi. Chứ còn nếu như mà ở Hưng Yên ta mà có lò hỏa táng thì cái phong trào đó sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều người tham gia. Vâng, thưa Thạc sĩ Vũ Tiến Kỳ, là một trong những trở ngại mà khiến cho nhiều gia đình vẫn còn ngần ngại khi không tổ chức điện táng cho người thân khi quá cố, đó chính là cái vấn đề về tâm linh. Vậy thì xin được hỏi Thạc sĩ là vậy điện táng hay là hỏa táng thì có ảnh hưởng gì tới đời sống tâm linh không ạ? Tôi cho là không có mâu thuẫn gì cả. Bởi vì quan niệm ngày xưa của con người ta về văn hóa tâm linh ấy, thì nó có nhiều lớp. Cái lớp thứ nhất, lớp ban đầu ấy, là người ta quan niệm là con người ta nó có hai phần. Một là thể giác, thể xác, và thứ hai tức là hồn, phần hồn. Phần hồn là những cái gì không trông thấy, là những tinh anh, là tư tưởng, là tình cảm, là cái phong cách đối xử, rồi là cái trình độ tri thức văn hóa của con người mà trước khi về cõi vĩnh hằng người ta mang đi, không trông thấy. Mà người sống còn lại, con cháu thì chỉ trông thấy cái phần xác thôi. Thế thì khi mà đốt thì có sợ rằng là cái phần hồn nó có cháy không? Thì tôi cho là không phải. Mà theo quan niệm nguyên thủy đấy, là người ta cái phần hồn sau khi chết thì cái phần hồn nó bay lên. Cho nên ở dân gian Hưng Yên mới có một cái phong tục, tức là khi thấy người tắt thở thì người ta mới vứt cái áo lên nóc nhà để gọi ba hồn bảy vía ông, ba hồn chín vía bà về với con với cháu, thì để cái hồn nó bay lơ lửng chứ không chung, nó nhập vào cái áo và người sống lại. Cho nên là hồn không còn ở xác nữa, cho nên hồn không cháy được, mà hồn vẫn ở trên không trung, vẫn sống với con cháu, vẫn về quan tâm với con cháu. Thì tôi cho là nó không có cái gì mâu thuẫn cả, mà chỉ có cái mâu thuẫn là giữa cái lớp văn hóa về sau, người ta
đem cái chuyện là từ địa táng, có dân tộc thì người ta dùng địa táng như Việt Nam, hỏa táng như Việt Nam, nhưng cũng có dân tộc người ta dùng điểu táng, tức là người ta treo người chết, đưa người chết lên ngọn cây để cho chim ăn. Rồi có dân tộc thì như ở Tứ Xuyên Trung Quốc thì người ta lại treo người chết hoặc là đưa cái ván lên cái vách núi, thì người ta gọi đấy là huyền táng. Thế thì việc người Việt Nam ta thường là dùng hai cái hình thức là địa táng và hỏa táng. Và rất vinh dự là cái hỏa táng này nó lại ở quê của Phật, tức là người Ấn Độ sử dụng nhiều hơn. Mà ở Phật, đất Phật mà còn người ta còn sử dụng như thế, thì người Việt Nam theo đạo Phật thì mình theo cái đạo ấy là đúng cái gì đấy. Cho nên theo tôi không có gì mâu thuẫn với vấn đề tâm linh và với vấn đề tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Vâng, thưa ông, như vậy là theo quan điểm của Phật giáo thì việc điện táng hay là như theo như cách của ông gọi có nghĩa là hỏa táng bằng điện này thì không hề đi ngược lại và cũng không hoàn toàn xa lạ đối với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Nhất trí như là ý kiến mà chị Oanh vừa nêu thì theo tôi là không có cái gì ngược với cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Bởi vì truyền thống văn hóa Việt Nam ấy là cái truyền thống tôn thờ tổ tiên, biết ơn cái đấng sinh thành, biết ơn cụ tổ sinh ra ông bà cha mẹ mình, rồi sinh ra đến mình lại sinh ra con cháu lại biết ơn mình và yêu ơn các cụ trên. Thì cái phong tục thờ cúng tổ tiên đối với người Việt tuy nó không có triết thuyết, không có một cái giáo chủ nào cả, nhưng mà nó trở thành một cái ai người Việt Nam cũng là tín đồ. Thì thờ cúng tổ tiên với lại việc chăm lo cái phần mộ, chăm lo cho cái việc người quá cố, thì cái việc hỏa táng với việc địa táng, và sau này nếu mà chúng ta hiện đại hơn là ta hỏa táng bằng điện, mà nó phát triển rộng rãi, nó như là một cái lớp văn hóa mới được hình thành, thì tôi cho lại đấy là cái phong tục tốt. Đành rằng là bây giờ trong cái thời đàn chuyển giai đoạn thì ta ở vùng Hưng Yên của ta là vùng địa táng là chủ yếu, bây giờ dần ta chuyển cái bước từ địa táng lên hỏa táng bằng điện, thì nó sẽ tạo ra một cái lớp văn hóa mới và con cháu chúng ta sẽ theo, và cái phong tục ấy nó sẽ tạo ra những cái nhiều tiện ích như là các bác và các đồng chí cán bộ mặt trận vừa xin được cảm ơn ông ạ. Như vậy là chúng ta thấy rõ rằng là điện táng thì đã mang lại rất là nhiều lợi ích, và cũng theo như là những gì mà thạc sĩ Vũ Tiến Kỳ vừa nêu ra thì nó không hề trái ngược, không hề mâu thuẫn và không hề xa lạ đối với truyền thống văn hóa của dân tộc. Vậy thì tại sao hiện nay thì phong trào này vẫn còn rất ít so với mặt bằng chung? Vâng, xin được dành câu hỏi này cho ông Vương Minh Thuận ạ. Theo tôi thì nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái phong trào vận động này thì mới đi vào cuộc sống được chừng khoảng vài năm nay đối với cái vùng nông thôn như của Hưng Yên mình. Cái thứ hai đó là vấn đề tâm linh đã ăn sâu, bám rễ trong cái đời sống của nhân dân hàng rất nhiều đời nay. Không thể nào mà chúng ta ham vọng được một sớm một chiều đã có thể thay đổi được. Cái thứ ba nữa là người dân chưa thật sự thấu hiểu hết nhưng đến cái sự ô nhiễm môi trường, rồi thì cái sự lãng phí tài nguyên, rồi lãng phí tiền của, cũng như là các sự phiền hà khác. Cái một vấn đề thứ tư đó là cái công tác tuyên truyền vận động, rồi thì sự gương mẫu của cán bộ đảng viên của chúng ta vẫn còn ở môi trường nhất định. Một cái vấn đề nữa mà tôi cho là cũng cần phải đặt vấn đề đến, đó là chưa phải tất cả các cấp ủy chính quyền ở nơi này nơi khác đều có một cái sự thống nhất quan điểm, đều có một sự quan tâm đến cái vấn đề điện táng này. Vâng, thế còn theo ông Lưu Quý Đính thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân mà dẫn đến phong trào này vẫn chưa được nhân rộng tại nhiều địa phương ạ? Theo tôi nó vẫn là vấn đề tư tưởng. Vấn đề tư tưởng thì do cái nếp sống mình ăn, vấn đề địa táng nó ăn sâu vào cái tư tưởng chúng ta hàng bao nhiêu đời năm nay, hàng bao nhiêu đời nay rồi. Thế và đồng thời bây giờ lại có một cái tình trạng là cái bói toán, cái những cái xem xỏ rất là nhảm nhí. Chính vì điện táng thì nóng lắm rồi, coi như là thế này thế khác. Thì đấy cũng là một cái khó khăn. Đó là nguyên nhân chúng ta chưa làm được. Đấy. Và cái nguyên nhân thứ, và nguyên nhân nữa cũng như tôi vừa nói là cái nguyên nhân hiện giờ cái vấn đề tiện ích là chưa tiện, là đi quá xa, tốn kém. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa, nguyên nhân cốt lõi theo tôi vẫn là chủ yếu, vẫn là đầu tàu gương mẫu
của cán bộ đảng viên. Bởi vì dân bây giờ người ta nhìn vào việc làm, người ta không nhìn vào lời nói. Vâng, xin mời thạc sĩ Vũ Tiến Kỳ sẽ tham góp thêm một số ý kiến về vấn đề này ạ. Bác Đinh, đồng chí Thuận đã nói khá đầy đủ về nguyên nhân, thì tôi chỉ xin phân tích thêm này. Trước hết là cái công tác tuyên truyền thì của ta bây giờ là cái công tác tuyên truyền về vấn đề này có khi chỉ tuyên truyền một chiều, tức là chỉ thấy cái lợi nhưng mà chưa thấy được cái mặt trái của nó. Cái mặt trái của cái này thì nó ở mấy cái phương này. Một, như bác Đính nói đấy, là nó xa. Thứ hai là 12, 13 triệu thì với cái sức thu nhập của một cái gia đình nghèo thì làm sao đủ tiền để mà lo được cái dịch vụ hỏa táng bằng điện. Và chúng ta phải thấy được cái tồn tại ấy để mà làm các công tác tư tưởng và để vận động quần chúng, vận động bà con khối phố làng xóm, rồi vận động các đơn vị dịch vụ ấy, người ta có thể tất với hoàn cảnh gia đình để chúng ta đưa được nhiều người đi điện táng. Thì tôi cho là công tác tư tưởng phải đến như thế. Và công tác tư tưởng cũng phải làm được là để cho người ta, người dân người ta mới thay đổi được cái quan niệm tâm linh, là trước đây là địa táng thì người ta còn khi cải táng lên thì còn trông thấy hình hài của người thân, bây giờ điện táng một cách là xong. Và cũng có quan niệm về sau, về đạo Phật về sau này mới cho rằng là người ta 49 ngày, sau 49 ngày thì hồn mới thoát lên trên không trung, hồn mới lìa khỏi xác. Thì thực ra không phải, mà cái gốc khác nguyên thủy là hồn là từ đầu tiên chết là hồn đã đi lên trên trời rồi. Mà người ta lấy lý do là vì tôi phải cải táng thì tôi mới thấy được, mới để cho hồn được về nhập xác, cho nên nó tạo ra những cái tốn kém không cần thiết. Thì phải làm công tác tư tưởng, xin bổ sung với hai, với bác Đính với lại đồng chí Thuận là công tác tư tưởng ở chiều sâu. Ngay cái chuyện vận động đảng viên và quần chúng tích cực thực hiện cái hỏa táng bằng điện thì cũng thực hiện ngay đấy là cái quan điểm của bác Hồ. Bác Hồ cũng khi cái việc riêng thì bác Hồ cũng muốn là thân xác tôi đốt cho để mà giải ở để mà quá đôi. Chứ bác cũng nhìn xa thấy được vấn đề của đất nước mình trong cái vấn đề phong tục. Thì trong cái đợt học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh này thì ngay cái việc những đồng chí đảng viên cao tuổi biết mình không còn nữa thì vẫn là cái người thực hiện cái di chúc bác Hồ, thực hiện đấy, thì tôi cho đấy là cái công tác tư tưởng, nhưng đề nghị là làm ở chiều sâu hơn nữa. Rất là cảm ơn ý kiến của các vị khách mời, và tiếp theo thì xin mời các vị khách cùng quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Để chuẩn bị cho chương trình tọa đàm này, nhóm phóng viên chương trình đã tìm hiểu thực tế từ một số địa phương, đồng thời ghi lại ý kiến và suy nghĩ của một số người dân, giới chức thuộc các ngành nghề, lứa tuổi ở những địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh về phong trào hỏa táng hiện nay. Đại Đức Thích Thanh Hiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, và ông Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động cho biết. Như quan điểm của dân Việt chúng ta đấy, là sau khi chết rồi thì thiêu là bị nóng hay là bị lại khác cái thứ. Bây giờ thực ra nói đó, như Phật dạy đấy, thì nó không khác như khúc xương khô, như cục củi khô thôi, không còn có cái gì nữa. Vì cái linh hồn nó ra khỏi cái xác thân đấy rồi, nó sẽ chuẩn bị ấy là qua 49 ngày theo cái định nghiệp mình sẽ cái camera hành trình ấy của kiếp người, nó sẽ ghi lại là mình làm tốt hay làm hay là làm dở, làm ác hay làm thiện, để mà sinh sang cái cõi tốt hay cõi xấu. Thế cho nên ấy thì cái việc mà theo như tôi ấy thì việc hỏa thiêu là quá tốt. Bây giờ cái hỏa táng, cái điện táng thì rất tốt, sạch sẽ môi trường, đỡ tốn kém bao nhiêu vấn đề đó là chúng tôi ở Ngũ Lãng tôi rất cần thiết rồi. Nhưng mà cái địa điểm ấy thì thực tế báo cáo đồng chí giờ là đi Hải Phòng, đi Hà Nội có khi là cũng không đông quá thì phải mất cái thời gian, nhưng mà mong là sao Hưng Yên ta làm cái nơi mà gần nhất. Còn ông Đỗ Đức Hiệp, trưởng thôn Tiểu Quan, và ông Nguyễn Văn Nguyện, chủ tịch hội người cao tuổi xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu cho rằng: sau này khi mà tắm rửa ấy, thì lại còn phải lo xem là không biết là có sạch hay không, thế rồi lại hơn nữa lại có thể là xảy ra cái việc có mâu thuẫn trong gia đình, là coi như là được tuổi người này nhưng lại không được tuổi người kia. Ở Phùng Hưng chúng tôi là thấy được cái lợi ích là trước hết là đỡ gia đình, đỡ tốn kém, hai nó hợp vệ sinh, lại quỹ đất của nông thôn lại
dành ra để làm cái việc khác. Thế cho nên trong hội người cao tuổi chúng tôi là đã vận động là các hộ của người cao tuổi, hội viên người cao tuổi đã là người, khi trong gia đình có các cụ mất qua đời là đều phải tốt nhất là gia đình tự giác đi hỏa táng. Ông Nguyễn Văn Hoàn và ông Nguyễn Văn Hưng, người dân xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm lại có suy nghĩ. Tâm nguyện của tôi là như là tôi chỉ có mong con cháu là chỉ cho tôi đi một lần. Tôi cũng đã bảo với cả bà vợ tôi là sau này chết thì chúng tôi cũng sẽ đi thiêu, vì đây là vì chôn ở quê tôi đấy, có những trường hợp là 5, 6, 7 năm móc lên nó vẫn cứ hình người nguyên, rất vất vả và mất vệ sinh cho môi trường và vất vả cho con cháu lắm. Từ ý kiến của người dân ở một số địa phương và đặc biệt là qua theo dõi clip vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là những cái hủ tục rườm rà gây ra tốn kém lãng phí khi tổ chức tang ma, và cùng với đó là quỹ đất thì ngày càng thu hẹp, nhất là đất nghĩa địa. Vậy thì theo ông Thuận là việc vận động nhân dân tổ chức hỏa táng cho người thân để tiết kiệm tiền của quỹ đất và bảo vệ môi trường thì đã cần kíp hay chưa? Trong lúc này nếu mà không nói là muộn, như ta thật sự là cần kíp, phải tuyên truyền và phải triển khai một cách đồng bộ để và chúng ta phải coi cái việc điện táng này như một cái nội dung không thể thiếu trong quá trình chỉ đạo lãnh đạo cái nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, và coi đây là một cái việc làm hết sức thiết thực cho hôm nay chứ không phải chỉ cho mai sau nữa. Thì theo tôi là chúng ta cần phải triển khai, cần phải nhân rộng các mô hình và cần phải triển khai một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Thì tôi nghĩ rằng nếu như làm được ngay lúc này thì đó là một cái việc làm thể hiện được sự quan tâm của Đảng, của chính quyền đối với cái công việc điện táng như này. Vâng, cảm ơn ông. Vâng, xin được hỏi thêm ý kiến của thạc sĩ Vũ Tiến Kỳ ạ. Thế thì cái hoàn cảnh của chúng ta bây giờ thì nhiều địa phương bây giờ là quỹ đất là thiếu thì nên hỏa táng. Nhưng nhiều địa phương bây giờ còn quỹ đất thì cũng nên hỏa táng, bởi vì môi trường đang là vấn đề bức thiết của cả trái đất này và của làng quê mình. Thì hơn nữa là chúng ta đang sống ở cái thế kỷ văn minh hiện đại. Chúng ta không phải là cái văn hóa của chúng ta, không phải là cái văn hóa thời phong kiến và cũng không phải là văn hóa của tiền phong kiến. Mà văn hóa của chúng ta là văn hóa của thời kỳ hiện đại. Cho nên chúng ta nên an táng người thân của mình bằng phương pháp hiện đại. Thì theo tôi là hỏa táng bằng điện là hợp lý. Thì cái hỏa táng bằng điện đấy tôi cho rằng đấy là một cái sự văn minh. Và đây cũng là ý tưởng của Bác Hồ. Tôi xin đọc cái di chúc lần thứ nhất mà Bác soạn năm 1965 khi người 75 tuổi. Bác viết như thế này: về việc riêng, sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng dần dần sẽ được phổ biến. Vì sao như thế? Đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốt, không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện táng, nhiều điện, thì ta điện hỏa táng bằng điện thì càng tốt hơn. Đấy là cái di chúc Bác viết ngày 15 tháng 5 năm 1965. Thì cái tư tưởng ấy không phải là tư tưởng của chúng ta, mà là tư tưởng của cha ông ta từ ngày xưa. Và Bác Hồ là người nắm bắt được cái ấy thì chúng ta nên tin theo để cho nó kịp với thời đại văn minh. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của thạc sĩ. Vâng, tiếp theo thì xin được hỏi ý kiến của ông Lưu Cư Đính là thực sự thì ông đã thấy phong trào này rất là cần kíp chưa ạ? Về phong trào hỏa táng hiện nay tôi cho rất là cần thiết. Bởi vì như các vị chúng ta đã phát biểu đấy, thì vấn đề bây giờ, vấn đề về môi trường này, vấn đề về tài chính này, vấn đề về quỹ đất, nó đương là vấn đề ngày càng bị bức xúc. Cho nên vấn đề hỏa táng hiện nay tôi cho là vấn đề nên làm. Như vậy thì là để tiết kiệm được quỹ đất, chống lãng phí tiền của và thời gian, và đặc biệt là bảo vệ môi trường, thì chúng ta cần thiết là phải nhân rộng cái phong trào điện táng này. Vậy thì để nhân rộng phong trào này thì theo ông Vương Minh Thuận là cần những yếu tố gì ạ? Cái thứ nhất là phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, và trên cơ sở lại cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từ cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quyết tâm của chính quyền thì chúng ta phải đổi mới cái công tác tuyên truyền vận động. Thế đổi mới ở đây thì chúng ta nói là đổi mới, nhưng đổi mới phải từ đâu, từ cái ban công tác mặt trận như nào, từ cái hệ thống chính trị ra sao, rồi cái cách tuyên truyền vận động như này. Tôi nói ví dụ như là ở Khoái Châu có một ni trưởng, tức là một sư nữ tuổi rất cao, trên 90 tuổi,
Và sau khi trước khi qua đời thì Ly trưởng có di chúc để lại: sau khi tôi qua đời sẽ mang thân xác tôi đi điện tàng. Và một vị sư trên 90 tuổi như vậy, cuối năm 2012 vừa rồi, đã sau khi những người kế cận rồi nhân dân trong vùng đã thực hiện cái di chúc đó và mang thân xác của vị ni trưởng này, một vị ni trưởng rất là gạo cội và rất là có uy tín ở trong cái chùa Đại Bi, mang đi hỏa táng. Và từ cái đó là một cái công tác tuyên truyền, và cái đó là một cái rất là thiết thực và hiệu quả của công tác tuyên truyền rất cao. Mà đây là chúng ta đang nói đến một vị sư để mà giải quyết vấn đề về tâm linh của nhân dân, rồi thì giải quyết về vấn đề tâm linh của con cháu những người qua đời. Thế thì chúng ta từ cái công tác tuyên truyền đó thì theo quan điểm tôi ấy, thì cả một hệ thống chính trị của ta nói chung rồi, nhưng ta phải biết phát huy tốt hơn nữa cái vai trò của ban công tác mặt trận như bác Đính. Nhưng mà chúng ta chỉ phát huy thì phát huy như thế nào, tạo điều kiện, tạo một môi trường, tạo một điều kiện cho ban công tác hoạt động như nào, rồi thì cái cơ chế, rồi thì cái để động viên khen thưởng, để phát huy những cái, để khai thác những cái khả năng, cái tiềm năng của ban công tác. Và cái đó là cái vận động thiết thực nhất, cụ thể nhất và hiệu quả nhất. Vâng, xin cảm ơn ông. Còn từ thực tế địa phương thì xin được hỏi ông Lưu Quý Đính là với ông thì theo ông đâu là những cái yếu tố cơ bản nhất để chúng ta có thể thực hiện thành công phong trào này và nhân rộng ạ? Thì tôi cho là vấn đề cán bộ đảng viên phải đầu tàu gương mẫu và có sự hỗ trợ của nhà nước. Xin được mời thạc sĩ sẽ góp thêm một số ý kiến về những giải pháp này ạ. Bác Đính và đồng chí Thuận đã nói rõ hết đầy đủ các cái yếu tố, cái giải pháp để mà làm tốt cái công tác văn hóa tâm linh đối với cái người quá cố bằng cái phương pháp hỏa táng bằng điện. Thì theo tôi, nếu chỉ khoán cho mặt trận không được, vì các cụ mặt trận cũng đã là tuổi cao sức yếu rồi, lại rất nhiều việc. Thì bây giờ đề nghị là các chi bộ đảng ở các thôn phải vào cuộc vận động đảng viên gương mẫu đã đành rồi, nhưng mà phải thành chương trình hành động của các cái chi bộ. Và từ chi bộ ấy, biện pháp thứ hai là phải tác động lan tỏa đến các cái hệ thống chính trị trong thôn. Phụ nữ sao ạ? Thanh niên sao ạ? Các cụ thì đồng ý là hỏa táng, nhưng còn cái ông tộc trưởng là trẻ trẻ thì ông không nghe. Bà vợ thì đồng ý nhưng chồng không nghe thì làm sao ạ? Thế là chồng đồng ý nhưng mà vợ không nghe thì không được. Rồi có khi là con bố con thì lại không đồng ý cho bố mình hỏa táng. Cho nên phải toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Thì tôi cho là cái công tác này mới đạt yêu cầu và biến đây nó thành một cái nhận thức mới về văn hóa, mà lúc nãy tôi đã dùng cái thuật ngữ, tức là cái văn hóa dọn đường để cho cái nếp sống văn hóa mới nó vào trong làng xã, nó vào từng gia đình, nó vào từng dòng tộc và nó vào từng cái thôn xóm và cả cái khu dân cư ấy, thì chúng ta mới có một cái phong trào là hỏa táng bằng điện thành công. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của các vị khách mời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một khoảng thời lượng 30 phút của chương trình lại bàn đến một vấn đề rất là lớn, vì thế thì rất là khó để truyền tải được hết nội dung cũng như là chủ đề đã được các vị khách mời mạn đàm tại đây. Tuy nhiên thì bằng thực tiễn tại cơ sở và bằng những ý kiến rất là xác đáng của các vị khách mời thì chúng ta nhận thấy rõ ràng điện táng, hay còn gọi cách khác đó là hỏa táng bằng điện, là một hình thức đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tiết kiệm tiền của, thời gian cho gia đình, bảo vệ môi trường cho cộng đồng, lại tiết kiệm được quỹ đất cho chúng ta và cho con cháu chúng ta sau này. Và quan trọng hơn nữa thì điện táng không hề ảnh hưởng gì đến tâm linh cũng như là thuần phong mỹ tục hay là truyền thống văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy mà các cấp chính quyền, đoàn thể cần tích cực tuyên truyền hình thức này. Và quan trọng hơn là tự thân mỗi gia đình hãy cần nhận thức rõ lợi ích để tổ chức điện táng cho người thân khi qua đời. Và đó cũng chính là thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi tới quý vị và các bạn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.